Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường đại học vẫn quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường đại học đã phát động nhiều thử thách cuộc thi trực tuyến nhằm tận dụng thời gian nghỉ ở nhà của sinh viên thành những việc có ích cho chính bạn, gia đình và cộng đồng. Tại Đại học Văn Lang, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy nỗ lực trong việc học tập, nghiên cứu trực tuyến, đặc biệt là tổ chức cuộc thi tìm hiểu về dịch bệnh COVID-19, kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng xã hội trong việc chung tay bảo vệ sức khỏe, nâng cao ý thức đẩy lùi dịch bệnh. Được nhà trường đoàn hội phát động cái chương trình này thì giúp cho em mở mang được kiến thức về dịch cũng như là tìm hiểu thêm về nó hay là cách phòng chống. Ở cuộc thi này thì các bạn trải qua những cái trả lời câu hỏi, trả lời trắc nghiệm và trong đó nó có những cái thử thách nhỏ để cho các bạn có thể thực hiện. Sắp tới đây đoàn trường cũng sẽ có những cái thử thách tiếp theo về sức khỏe. Tất cả những cái thử thách này thì các bạn sẽ tự mình thực hiện thử thách xong sau đó sẽ thách thức lại tất cả những bạn là bạn của mình đó, để tất cả các bạn sinh viên sẽ có vừa ở nhà có thể học online mà có thể tự rèn luyện bản thân mình được nhiều hơn.